Trời ơi mấy đứa ơi, ăn xong thì đi ra cày ruộng đi, ngồi đây vậy. Để mẹ cày ngoài. Hả? Uống trà xong đi. Ủa dưới quê là người ta uống trà tới 10 giờ. Mấy đứa bay ghét rồi, tao không hiểu nổi luôn á, con cái gì đâu để mẹ cày ngoài, tụi bay ngồi đi uống trà. Anh Quang á. Tao ra tao phụ mẹ tao cày coi. Nào quay giùm tao coi. Để lại cho thằng sang nha. Nè, để anh Lam quay đi. Cho sang nghỉ ngơi đi. Đó, ra coi cày ruộng nè. Ghét rồi. Lười biếng quá mà. Ra coi chỉ cày ruộng quý vị ra. Được không té nha. Ơ chỉ cày xong rồi. Còn một miếng này chưa cày nè. Đây. Đất rất là tơi xốp luôn nha quý vị dạ. Chào chị. Mình cày để chuẩn bị làm lúa lại hả chị? Dạ, khi nào mình mới xả lại chị? Dạ. Phá. Nó tên gì chị? Phá. Nó tên gì? À kêu vá phá. 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 Ruộng. Ồ. Tên là ruộng. Ruộng hả chị? Ồ. Ghê 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 ghê. Ồ chị cài ghê thiệt. Cài thử được không chị? Trong cài thử được không? Em cài cho. Em làm gì được chị? Mất đấy. Mất hả? Dễ gì. Hả? Quay quay lại. Quay lại đâu? Quay lại nè. Quay lại con. Kéo kéo thôi. Đây quay lại con. Khoan cởi áo đỏ ra để nó hút á. Đây, đây. Cho anh gửi, cho anh gửi. Ba ba từ từ ba, trời anh chứ ba. Mày gốc quá mày. Gọi đi con. Đi đi. Đi đi ba. Thả dây cho nó dài đó. Ồ sáng luôn. Đúng là mệt như trâu thì là có thiệt nhưng mà con bác sáng nó kéo rồi. Dùng luôn kéo dây thẳng quá. Dạ. Ê, 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 nó chưa vô chị. Nó chưa vô đâu. Từ từ con. Từ từ con. Chưa kịp luôn á. Ở nó kéo em đi quá trời chị. Ê, từ từ. Ê, nó không, đúng rồi không được, khó lắm á. Khó là thôi, để chị làm đi. Ê, vô vô vá. Này trâu trâu cái hả chị? Rồi. Chồng chị đâu không làm, chị làm à? Chồng chị đâu? Chị nay nhiêu tuổi chị? 42 à. 42 à. Nãy con gái, con nhỏ gái nó chăn trâu là con gái chị hả? Con dâu thôi. Đi chị. Cái này giống bẻ lái à. Được chứ chị, vậy được hả chị? Bẻ lái lắm. Ồ, đã thiệt chứ. Ồ, trời ơi nó mệt. Đi theo sách cây cài không có mệt. Nhưng mà đất đây rất tơi xốp. Rồi, nó ỉ rồi. Ừ. Đúng mệt luôn. Chứ này có sức trâu chứ sức người làm chắc đuối lắm. Chị có mấy con trâu chị? Hả? Chị có mấy con trâu? Chị có mấy con trâu? 4 con. Dạ. Mà chị làm ruộng thôi hả? Ở quê có làm gì nữa không chị? Hả? Ở quê có làm gì nữa không chị? Ây da. Sắp xong rồi. Ô. Sát bào luôn nè. Tơi xốp. Đất tơi xốp kìa. Ôi. Đủ rồi. Thôi.
Vậy mà chị làm sáng giờ chị làm nhóc luôn hả? Ba. Thôi. Ghê thiệt chứ. Dạ. Cái làm được không chị em? Đem kéo đường nữa cho coi. Nhắc lên xuống ở dưới. Chiều quay lên trên mà cài được chứ. Dạ. Vâng, kéo cài xuống ở dưới. Điều khiển trâu khó lắm nha quý vị vậy. Cho rơi lên nó mới không dám cực vậy. Chúng rơi đây. Không phải cho nó lên xuống. Đó. Vào rơi. Búng không chị? Vào. Từ từ vào. Trâu này cũng nhỏ mà rất là béo. Nuôi cỏ. Mình có nhiều ruộng không chị? Ủa. Dạ. Đi qua đây nè con. Dướng dây con. Ơi, nó phải đè xuống cho nó nông nữa, thôi nó cạn quá. Ơi, mệt như trâu quá. Thử không, thế nào thử ơi. Dạ thôi anh. Dạ cái này hồi nhóm biết rồi anh. Tiếp đi à. Hết nổi. Hai đường nữa anh. Hết nổi luôn. Hai đường ở cái ruộng thở chết luôn á. Đường nữa. Thấy trâu nó còn thở hả? Hụt hơi. Cài được không? Chị cài đi. Có thể ngồi lên con trâu thì được. Ngồi lên trâu cho hình đẹp lắm á. Này nó cho ngồi không chị? Nó có cho ngồi lên nó không chị? Nó nhỏ nhỏ. Thôi chị làm rất là đơn giản. Dạ. Con đấy. Dạ. Con kia còn nhỏ. Hồi nó mệt. Chị kéo sát luôn rồi. Sát bờ luôn. Đất đây tơi xốp quá hả chị? Hả? Đây làm lúa nó tốt không chị? Chắc tốt hả? Vâng. Đất tơi xốp quá mà. Dạ. Trồng ngô xong tháng 5 mới trồng lúa. Dạ. Năm được 2 vụ hả chị? Vâng. Trồng lúa mà. Mệt. Trồng lúa mà. Thôi. Trồng ngô. Được 2 vụ. Dạ. Này sao chụp hình được với con trâu đẹp. Tội nghiệp quá. Tính ra nó cũng khôn ha. Đi quay lại hoài kéo. À hồi nãy mấy mày không chịu thử làm cây cài, mấy mày thử làm con trâu hay chưa? Mấy mày chưa bao giờ làm con trâu phải không? Dạ. Dạ. Chưa làm trâu, làm trâu thử coi. Đây, còn một đường nữa. Còn một đường nữa là xong nha quý vị dạ. Ôi, mình phải đi theo cho chị cài xong. Hết đồ ăn sao? Hết rồi. Xong buổi sáng rồi. Em có thêm mệt không? Dạ. Cài đấy. Mệt chị. Đúng mệt đó. Đuối lắm á. Mà em còn cài được cái gì? Nhưng mà dập nhiều người sẽ cài không được đó chị. Không biết cài luôn á. Mệt. Gắn con. Gắn đi. Gắn là chủ nuôi cho con phải gắn cố gắng làm chứ hả?
Còn bên kia nữa hả chị? Cô đó của chị luôn hả? Cái đó của chị luôn hả? Dạ. Của chị đây. Trên nhà có nhiều hả? À, trên nhà có nhiều. Đã quá. Mệt ghê. Đứa nào 17 tuổi rồi mấy đứa? Ừ, vẽ Trân Châu anh coi coi. Đứa nào 17 tuổi đâu? 27 là Châu nó hút mày á. Thôi giờ mình đi vô. Nói chứ nãy giờ mình cũng được trải nghiệm kéo cày theo trâu. Rất là vui. Bởi vì mình thấy công việc nó cực khổ. Hồi xưa ở quê mình làm lúa thì có máy xới á. Họ xới. Nãy giờ mượn trâu của chị làm mất năng suất của chị. Nên giờ mình phải bù cho chị. Gửi chị ra lì xì xíu cho chị. Mốt quý nhiều quý khán giả mà tới đây có tham quan kêu chị mở con trâu cho chị cài. Dơ nó dài luôn rồi. Đây còn xong xíu nữa xong rồi nè. Chị em cảm ơn chị. Gửi chị cầm cho vui thôi. Thôi cái gì đâu. Cảm ơn chị nha. Dạ. Dạ chúc chị mùa màng bội thu nha. Có dịp hẹn gặp lại chị. Coi như là sáng mượn trâu làm mắt năng suất của chị. Lần sau về chơi nha. Dạ. Nhà chị đâu? Gần đây hả? Đây hả? Trời ơi phải có dịp ở lại đây ghé nhà chị chơi ăn cơm rồi vui ha. Chị dân tộc Dao luôn hả? Người Dao đỏ ạ. Dao đỏ hả chị? Dao đỏ. Dạ. Ba 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 ba. Ba ba ba. Dạ thôi chào chị nha. Dạ cảm ơn chị nhiều. Bye bye chú Châu. Hẹn gặp lại chú Châu nha. Nếu có dịp trở lại chú Châu hy vọng là mùa màng sẽ bội thu nha. Châu là còn hơn 4 tuổi thôi. 4 tuổi hả chị? Vâng, còn đẻ con rồi. Dạ. Mới đẻ con hả chị? Đẻ con hả? Ồ đẻ. Con nó còn nhỏ mà bắt đi làm luôn. Năm nó đẻ con hả chị? Dạ. Dạ thôi cảm ơn chị nha. Chúc chị buổi sáng vui vẻ. Chào tạm biệt chị. Dạ rồi chào tạm biệt quý khán giả nha. Hẹn gặp lại quý khán giả. Khương vừa có một cái trải nghiệm rất là vui. Quay phim nó đổ mồi. Hẹn gặp lại bà con cô bác trong một video theo. Bye bye mọi người ạ. Cảm ơn.